Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái The One 999 cộng với một pin 6A và một cái sạc 118 hoặc là một cái sạc 1106. Thì 999 T1 này là hàng new từ Mỹ về. Những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180. Thì hàng new chầm chầm. Và 999 này thì nó chưa có ở trên thị trường Việt Nam, tại vì hãng chưa phân phối được nha anh em, chỉ có độc quyền ở bên Mỹ thôi. Và 999 này hiện tại là mạnh nhất ở hãng, và nó cũng là đối thủ rất là nặng ký so với những hãng khác thì không có bằng. Rồi, những anh em mà rút lõi này, khoan tường rút lõi máy lạnh tầm khoảng lỗ 60 trở lại thì sử dụng em này ok. Đi kèm với nó là một cái tay cầm của hãng nha anh em. Tay cầm này nó cũng rất là chắc chắn đấy. Cái sạc thì sạc 118, nó sản xuất tại Thái Lan. Nếu anh em mà nào mà muốn sạc 1106, cái sạc này thì lên điện 220 ok ngon, còn cái sạc 118 thì lên điện nó không có ổn định. Thành ra là anh em quan tâm thì muốn lên sạc 220 thì em vẫn lên cho anh em là sạc 116. Rồi, thì 99 là hàng từ Mỹ về, nó có chứng nhận CSA đầy đủ nha anh em. Đây, nó ba chức năng và 11 cấp độ. Ba chức năng có búa này, khoan này và 11 cấp độ, đầu kẹp của nó là 13. Nói chung là nó quá nổi tiếng rồi. Thì em cũng có review 2-3 lần. Những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Và 999 này nó đi kèm với pin 6 thì nó tăng lên tốc độ, nó tăng lên cái hiệu năng là 30% so với 996. Nếu mà 99 này nó sử dụng chung cho 9 pin 5 20V thì nó thông số nó như 996 thôi. Rồi, mình pin này là pin 60V Mỹ về. Nó có đèn, đèn này đèn LED cũng siêu sáng nha anh em. Đây, có điều chỉnh. Một combo như thế này giá của nó là 6.600.000. Vâng, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180, hàng new chăm chăm. Và hàng thì hiện tại thì đang ship nhưng mà rất khó khăn nha anh em. Nó cứ hoàn về hồi ra cũng chắc có lẽ là ngày 15 tháng 9 ship ổn định nhất. Vâng, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.